Trong trận đấu này thì hầu hết những quả đá phạt góc Tuyết Dung đều thực hiện những pha phối hợp với đồng đội. Rất nguy hiểm, bóng trúng cột dọc. Sau khi bóng trúng cột dọc thì Hồng Nhung cũng đã cố gắng để băng vào dứt điểm cận thành.